Ok, và xin chào anh em quay trở lại với kênh của em Vàng. Hôm nay em Vàng sẽ cứu Tổng thống Donald Trump. Ôi khương, ngài Donald Trump. Thì đây là một con game đã ra đời cách đây khoảng độ là rất lâu rồi, nhưng nó được coi như là một game tiên tri. Khi mà ngài Donald Trump lên làm Tổng thống có rất nhiều thanh liên muốn ám sát, và tôi, Vàng chôn tim, hôm nay sẽ cứu ngài Donald Trump. Ok, so chúng ta hãy cùng quay trở lại nè. Ok, đây sẽ là cách cứu Donald Trump. Ok, và chúng ta sẽ nhảy ra để cứu ngài Donald Trump anh em. Rất là vẫn cứu được. Tôi để điệp viên bắn rơi tóc giả của ngài rồi. Ok, lại Donald Trump. Ok, tôi đã cứu được ngài Donald Trump. Không phải là viên đạn bắn sượt qua tai nữa. Tiếp theo thôi, Donald Trump. Yeah. Thằng quỷ nào bắn Donald Trump, coi chừng tao nha mày. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Ngài Donald Trump. Oh shit, thằng cha này bắn nhanh quá anh em. Donald Trump. Donald Trump. Oh my god. Quay, sát thủ này bắn nhanh quá anh em ơi. Donald Trump. Ngài Donald Trump. Ui, quay trở về lần quá khứ lần thứ 10 cứu Donald Trump. Cứu được rồi mà. Cứu được rồi nhưng mà lại quay lại về quá khứ. Ok, lại nào. Ngài Donald Trump. Sát thủ ơi, sát thủ. Anh mặc giáp 2, mũ 3, ba lô 3. Nhảy thôi ngài Donald Trump. Yeah. Pha đấy thật sự là khó, tôi đã cứu được ngài Donald Trump. Ok. Ok. Tiếp tục cứu ngài Donald Trump thôi. Ui. Ngài Donald Trump. Ok, tôi cứu được ngài Donald Trump rồi. Có quá nhiều tên sát thủ muốn giết ngài Donald Trump. Và đây là phần thưởng dành cho tôi. Tôi chính là tỷ phú sau khi tôi cứu được ngài Donald Trump. My God. Tôi sẽ xem lại một chút. Cái gì đây? WWE anh em ạ. Ok, WWE. Cái gì thế này? Trời ơi là trời. Ngài Donald Trump. Thằng quỷ nào lấy quần áo của ngài Donald Trump rồi? Trời ơi là trời, mắt của tôi. Đây hình như có vẻ là ngài Donald Trump lúc chưa làm tổng thống anh em ạ. Được rồi. Ôi trời ơi. Lucy đã scan 5.000 đồng. Mật vụ Mỹ người ta tháng lương 10-20.000 đô, còn mật vụ vàng chắc lương 500 đô nên bảo vệ không đáng kể lắm. Donald Trump. Ok. Khá là nguy hiểm nha anh em. Cái gì thế này? Cái gì đây? Ngài Donald Trump trước đây từng là tham gia đồ vật WWE anh em ạ. Tôi sẽ quay trở lại quá khứ của ngài. Trời ơi là trời. Bên quỷ đấy quần áo ngài Donald Trump. Tôi phải trèo lên bậc thang rồi. Ok anh em ơi. Wow. Khá là khó nha anh em. Để hạ được. Nhảy lên người ngài Donald Trump. Ok. Ok. Đồ vật WWE. Ok, khó thật đấy anh em ơi. Ok. Tại sao mọi người lại muốn hại ngài Trump đến vậy? Tại sao vậy? Tôi đang quay trở về quá khứ. Mọi người không hề biết rằng đây chính là vị tổng thống, vị tổng thống của nước Mỹ. Lúc này tôi chỉ là một người bảo vệ bình thường với mức lương ít ỏi. Có lẽ tôi cần phải cứu ngài Trump nhiều hơn. Sao tôi không nhảy được chứ? Tôi cứ bị trượt chân đấy. Ngài Donald Trump. Yeah. Trời ơi là trời, mắt tôi. Thôi được rồi,
Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn cứu ngài Trump trước khi ngài làm tổng thống, chứ tôi không muốn kiểu WW với ngài, bởi vì khá là đau mắt tôi. Thằng cha nào đó đã hại ngài Trump thật sự luôn. Cái cha làm game này thật sự cũng kiểu là có ý đồ đó anh em. Thôi được rồi, lần này thì tôi sẽ qua cứu ngài Trump ở phiên bản ngài đã có tiền cho tôi. Ngài Trump! Ôi trời ơi! Ok, cứu thành công ngài Trump, làm sao để tôi có thể... Ngài Trump! Ôi, mày nói gì đó đi. Ui! Giờ nằm đấm rồi anh em! Ngài Trump! Nói gì đó đi. Oh my god! Chúng ta hãy cùng nhảy thôi ngài Trump, nhảy trên đám tiền của ngài. Xin lỗi ngài Trump. Mày coi chừng tao nha. Nhảy thôi. Yeah. Mon, nhảy thôi ngài Trump, đúng rồi. Yeah, bro. Tôi vừa cứu ngài xong, đây là tiền của tôi đúng không? Đây là tiền của tôi. À. Ok. Ôi giời, cẩn thận. Ngài Trump, có ám sát. Tôi cứu thành công. Tiền của tôi. À đâu nhầm, ngài Trump của tôi. Yeah. Nhảy đi ngài. Nhảy giống tôi đi. Ok. Ngài Trump. Ôi giời ơi, tôi cứu ngài Trump, tôi làm cái gì đây anh em? Tôi có chiêu lộn mèo này, bây giờ tôi mới biết. Ui. Tôi sút được cơ mà anh em. Vãi trưởng. Ui, tôi có vô á. Oh my god. Cái gì đây? Cái gì đây? Ngài Trâm. Nằm xuống. Ok. Đi ra ngài Trâm. Ngài Trâm đi ra đi ngài Trâm. Đừng vào đây. Ok, tôi làm lại. Ôi giời ơi. Oh my god, tôi hại ngài Trâm rồi. Đi ra. Ngài Trâm. Tôi cứu được nhưng mà tôi không cứu được thôi. Cứu được ngài Trump rồi. Ngài chính thức là tổng thống của nước Mỹ. Ok. Ui, cái này phải cứu giống ngài Trump anh em ạ. Cứu ngài Trump. Cái này dễ quá. Tôi cứu được rồi. Tiên sư thằng nào. Chúng mày giả danh, chúng mày không phải là fan. Trong đây có thằng ám sát, gián điệp. Ok. Ngài Trâm, ui dồi, nhiều tiền quá. Cứu ngài Trâm hay lấy tiền ra. Ui dồi ơi. Đừng ngủ quên trên chiến thắng rồi anh em. Đừng ngủ quên trên chiến thắng ngài Trâm kìa. Oh shit. Ca này khó rồi anh em ạ. Dậy đi. Cứu ngài Trâm. Bạn sẽ là tỷ phú. Đứng dậy. Trời đấu xanh nữa. Ok, tôi cứu được ngài Trâm đây, tôi cứu đây. Dậy, cứu ngài Trâm. Yeah. Ok anh em ơi. Và lần này mình sẽ ra map thứ 3. Cái gì thế này? Có kẻ muốn ám sát ngài Trâm, định bắn xuyên qua ngài Trâm với giá 1 triệu đô. My god. Cha nào vậy? Chúng mày có biết 1 triệu đô đối với ngài Trâm không là cái gì không? Ngài Trâm có hàng tỷ đô la. Mà cái gì thế này? Ôi! Lại. Khó thế trời. Phái trưởng. Ôi. Khó quá anh em ơi. Khó thế nhở? Sát thủ muốn làm cho mình kiểu là sát thủ muốn ngáng chân mình anh em ạ. Ngài Trâm, chạy đi ngài Trâm.
khó đấy trưởng. Trời ơi, trời là trời. Thằng quỷ tạo ra game này, mày chính là sát thủ đúng không? À. Trời ơi, khó quá anh em. Tôi quên mất tôi có slow motion anh em ạ. Tại sao tôi lại không nghĩ ra trời. Yeah bro, Donald Trump, I'll save you. Yeah. Lần này thì ngài Trump đã không rơi tóc giả. Mày coi chừng tao nha, tao nhìn đấy rồi. Cái thằng mặc áo cam như ngài Trump. Ngài Trump. Có quá nhiều nhân vật giống nhau, chúng nó đang muốn ám sát ngài Trump. Trời ơi, trời ơi, sát thủ kia. Mày này bưởi, sát thủ bị em bằng hạ. Mày xuống đây. Thằng danh con này. Ôi. Cứu gia đình hay cứu tổng thống ta? Phải cứu cả hai. Ôi giời ơi, tôi làm dây bắn vào đầu ngài Trump. Tôi chính là sát thủ. Ôi không. Không phải đâu mọi người. Có những chiếc donut rơi từ trên trời xuống. Nó định rơi vào đầu ngài Trump. Ôi giời ơi, ngài Trump ngài không nhận ra có những chiếc bánh rơi từ trên đầu ngài sao? Chạy đi ngài Trump. À, cứu được rồi. Có kẻ ám sát, hắn muốn ngài Donald Trump ăn bánh của bà Tân Vlog. Cái gì đây? À, ai à, căng quá nhở. Ôi giời ơi. Ôi. Được đấy anh em. Ngài Trâm, vãi trưởng, nó bắn nhanh. Tôi phải nhanh hơn nữa. Sát thủ, ngài Trâm trả cho tôi một tháng $100 YouTube. Vợ gọi. Alo. Ơi. Cái gì? Trời ơi là trời. Ra đi. Em gọi anh từ 7 giờ mà. À. Cái gì nghe game cháy nhà rồi. Anh đang cứu Donald Trump thế nha. Anh đang cứu ngài Donald Trump. Ok, xin lỗi ngài Trump. Tôi quay trở lại quá khứ để cứu ngài đây rồi. Tuyệt chiêu, lộn qua bờ rào. Lộn qua bờ rào. Donald Trump, ngài hãy trả cho tôi nhiều tiền hơn để tôi học lộn nhào. Tôi cái này tôi tự học. Tôi chỉ có $100 và học phí $500 rồi. Tôi không thể làm để cứu ngài được nếu tôi không có tiền. Ôi không. Hấy. Dạy được anh em ạ. Cứu ngài Trâm. Ok, dạy được anh em ơi. Tôi biết cách dạy rồi. Vậy là tôi không phải lo về mấy cái thùng này. Ngài Trâm. Giây phút quyết định, hãy nhảy ra và cứu ngài Trâm đi. Ngài ta chính là tổng thống. Bụp. Cái gì? Ngài Trâm. À.
Ngài Trump đã được Tổng thống vàng cứu rồi. Và có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng là clip kết thúc tại đây thôi anh em ơi. Nếu như anh em thích cái series cứu ngài Donald Trump này thì anh em đừng quên follow kênh và theo dõi clip tiếp theo phần 2 nha anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video. Chúc anh em một ngày vui vẻ.